Tôi không đồng tình với cách làm này. Nếu muốn thầy thay đổi thái độ, hãy thẳng thắn góp ý. Thầy có bao giờ nghe mình nói đâu. Mở miệng ra là lệnh thôi. Đúng rồi. Thắng bại đã rõ, giờ các cô thế nào? Theo tập thể hay là theo thầy? Khó vậy thì để tôi chọn cho. Chắc cậu định nói ngồi cũng là luyện tập đúng không? Đúng thế. Ngồi là để rèn tính kỷ luật. Chống lại tôi mà không có gan nhận à? Thầy nói gì? Ý tôi nói, người xin lỗi con cóc lẽ ra phải là tôi. Nhầm nó với một kẻ dám làm mà không dám nhận, đúng thật là bậy quá. Cương, bỏ đi Quân. Ông thích thế chứ gì? Cậu chống đối đấy thì làm sao? Là cậu tự nhận nhá. Và chạy 5 vòng sân cho tôi. Tôi không làm. Tôi không bảo cậu. Cả lớp kia. Hà, Hạnh, Nga, Tài, riêng các em không phải chạy. Công quá. Con em phản đối. Đây là lệnh. Lệnh à? Được. Để rồi xem ông nghe lệnh cấp trên như thế nào. Tôi đã nghe mọi chuyện. Vậy các em muốn gì? Thưa thầy, em thay mặt cả lớp yêu cầu thầy Minh phải xin lỗi chúng em. Và từ giờ không đưa ra bất kỳ một mệnh lệnh nào phi lý nữa. Nếu không, chúng em kiến nghị đổi chủ nhiệm. Ý kiến thầy thế nào? Tôi xin giữ nguyên quan điểm. Vậy kiến nghị của các em vô hiệu. Thầy Minh không vượt quá quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm, cho nên chúng tôi không có quyền can thiệp. Như vậy mà không quá à? Đây là học viện cảnh sát, môi trường học tập và rèn luyện đòi hỏi nghiêm khắc và tuyệt đối kỷ luật. Chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu, nếu không chịu được, các em có thể ra đi bất cứ lúc nào sao? Thay vì trách cứ thầy giáo, tại sao các em không xem lại chính mình? Nếu các em chấp hành đúng, thì thầy Minh đâu có gì để phạt. Nếu như vậy, thì chỉ cần phạt một mình em. Sao thầy ấy lại lôi cả lớp vào? Câu này, các em nên tự hỏi chính bản thân mình. Lần sau nếu muốn đề đạt, phải qua giáo viên chủ nhiệm. Như thế này là vượt cấp. Mà tôi cũng không có thời gian để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nhặt như thế này. Rõ chưa? Rõ. Đi về. Chuyện này chưa xong đâu. Chào chị. Chào anh. Lâu ngày không thấy chị đến trường chơi. Tôi cũng không định làm phiền anh, nhưng chúng ta cần phải trao đổi về thầy chủ nhiệm của lớp cháu Quân. Vâng, mời chị. Vâng. Lần này tôi sẽ cho ông bán sới khỏi trường luôn. Tôi nghe nói thầy giáo mới hà khắc, xem thường học viên, khiến các cháu lo lắng, không yên tâm học hành. Vâng, tôi cũng có xem qua đơn kiến nghị của các em. Tôi đề nghị thầy chấp nhận ý kiến đó, như thế bọn trẻ mới yên tâm được. Chị yên tâm, tôi cũng đang trao đổi với anh nhà về chuyện đó. Vâng. Mời chị ngồi.
Ơ kìa, sao ông lại ở đây? Người phải hỏi câu đó là tôi mới đúng. Xin phép, tôi có chút việc. Tôi đã nghe hết rồi. Chính vì bà cứ cưng chiều, dung túng nên thằng Quân ngày càng không ra gì cả. Nhưng tôi cảnh báo bà, từ nay mà bà cứ can thiệp vào chuyện của thằng Quân thì đừng có trách. Mẹ, thế nào rồi? Cháu chào bác ạ. Dạ, đây là các bạn cùng lớp của con đấy. Chào các cháu. À, mẹ nói chưa? Rồi. Ok chứ. Mẹ thấy lần này con không đúng đâu. Con nên xem lại mình. Các thầy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ bị làm sao vậy? Tóm lại là mẹ có việc gấp. Mẹ phải đi đây. Mẹ. À phải rồi. Tháng này mẹ đi xuyên Việt. Có gì con tự lo. Đừng gọi điện thoại cho mẹ nữa. Gì thế ông? Không. Chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? Ngại quá. Chắc lần này làm trò cười cho mọi người rồi. Tôi với anh là chỗ bạn bè mà sao anh khách sáo thế? Mà anh cũng hiểu con trai mình quá chứ. Thấy cậu lái xe báo, tôi biết là có chuyện nên phải đến trước để ngăn chặn. Anh uống nước đi. Chồng thì nhờ vả, vợ lại phá ngang, thật chẳng ra làm sao cả. Thì mẹ nào mà chẳng thương con anh. Thời gian vừa qua chắc cháu Quân làm phiền các thầy lắm phải không? Cũng không có gì. Quân là học viên của nhà trường. Việc giáo dục và rèn luyện là trách nhiệm của nhà trường chúng tôi. Tôi cũng hết cách với nó rồi. Thôi thì chăm sự nhờ các thầy. Có điều chúng tôi làm như thế không phải là vì anh đâu. À. Con anh bị làm vật tế, anh có đổi ý không? Anh đúng là không, hoàn toàn không. Cả lớp chạy phạt. Hà, Hạnh, Nga, Tài, các em không phải chạy. Sao lại như thế được hả thầy? Em sẽ chạy cả lớp chứ. Em cũng sẽ chạy. Chúng em là tập thể mà. Cả lớp, chuẩn bị. Khoan đã. Ai làm đấy chịu, tôi chạy là được chứ gì. Cả lớp, chạy. Khoan. Thích thì cậu chạy cùng. Chứ lệnh của tôi là không thay đổi. Người thầy muốn chọi là tôi cơ mà. Các cô các cậu không nghe tới gì à? Tôi bảo chạy. Thầy. Chạy. Hoạt đã. Tôi sẽ ngoan ngoãn chấp hành kỷ luật. Nhưng thế này là bị bắt ép. Nếu thầy muốn tôi nghe lời thì phải chứng minh được thầy đáng được nghe chứ, đúng không? Cậu muốn so tài với tôi? Phải. Như hai người đàn ông, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Không, phải chịu. Rất tiếc, cậu không có tư cách để ra điều kiện với tôi. Sao, cậu không phục hả? Được, thế này đi. Nếu như cậu có thể thắng được cô bạn này, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu. Còn ngược lại, cậu có dám không? Thầy đùa chắc? Không hề. Thank you.